ThinkSmart. Hãng ThinkSmart xin giới thiệu máy in công nghệ FDM được thiết kế chế tạo bởi các chuyên gia của hãng ThinkSmart với kích thước bàn in dài 1m, rộng 1m và cao 1m. Máy với các linh kiện Mitsumi từ Nhật và theo công nghệ Mỹ. Hôm nay ThinkSmart bàn giao máy in kích thước khủng cho khách hàng Hàn Quốc. Vì kích thước lớn nên quá trình vận chuyển ra có chút khó khăn. Hãng ThinkSmart chuyên chế tạo máy in FDM với kích thước bàn in lên đến 2m và các máy size nhỏ theo yêu cầu khách hàng. Bắt đầu quá trình vận chuyển máy in đến khách hàng. Máy in đã cập bến an toàn đến công ty khách hàng. Hãng ThinkSmart chúng tôi đã cung cấp hơn 40 máy, đã đi vào hoạt động chất lượng vượt trội, mẫu in ra chính xác, láng mịn, máy chạy tốc độ nhanh gia tăng năng suất. Khách hàng có nhu cầu cải tiến sản phẩm, ứng dụng công nghệ phát triển nhanh sản phẩm. Hãng ThinkSmart hân hạnh cùng đồng hành và tư vấn tận tình chi tiết cho khách hàng. Một số mẫu in FDM tại ThinkSmart: cơ khí, tượng. ThinkSmart.